Nãy giờ thì em đã rất là thật lòng với cả anh Bảo rồi nhá. Thì hôm nay em có mang đến một bảo bối của em. Và đây chính là chiếc máy nói dối. Và anh phải chơi với em và trả lời những câu hỏi của em đưa ra. Nếu mà anh mà nói dối thì cái máy này nó sẽ tê tay anh đấy. Nhưng mà trước tiên chúng mình hãy chơi. Khoan, nhưng mà bây giờ còn 3 câu hỏi luôn nè. Tới 3 cái chủ đề cần phải nói nè. Vậy bây giờ thôi, bây giờ mình đặt cược đi. Chơi lớn đi. Ok. Một trận nè, bây giờ anh với em tù xì. Nếu như mà anh thua thì anh sẽ chơi cái trò chơi cái máy nói dối này với em. Còn nếu như mà em thua thì em sẽ trả lời một lượt cả 3 câu hỏi này. Được chưa? Ok ạ. Ok, bây giờ tôi xì nè. 1, 2, 3. Cuối cùng. Trả lời hết đi. Nè, và đầu tiên là gia đình. Từ khóa thứ hai là Emmy. Và từ khóa cuối cùng là dự định tương lai. Từ khóa đầu tiên là Emmy. Cái tên Emmy, tên Emmy là từ xuất phát từ đâu? Do ai đặt? Tên thật của em thì là Trần Huyền My. Trần Huyền My. Còn Amy là một nickname mà bố Aiden đã đặt cho em từ 2 năm trước. Bản thân em cũng không biết vì sao bố đặt là Amy. Bố thấy cái tên này nó nghe nó dễ thương và nó khá là hợp với em, cho nên là bố đã đặt. Nhiều khi cái tên nó phong thủy với bố, đúng không? Đúng rồi, cái tên nó cũng là phong thủy. Đặt thêm cái tên xong ra 2 bài hit liền. Tôi cũng phải cảm ơn anh Aiden. Dạ. Tại vì anh Aiden là một ông bầu và là một manager rất là mát tay, anh cũng biết. Và anh cũng theo dõi anh Aiden. Còn tiếp theo nè, gia đình. Gia đình của em thì có bao nhiêu anh chị em nè? Gia đình của em có 5 người, đó là ba mẹ em này. Em có anh trai này. Anh có 5 anh chị em nữa hả? No. Anh trai này và một em trai nữa. Tức là em là con thứ hai? Dạ vâng, và là con gái duy nhất ạ. Em là bây giờ là đã quyết định là vào Sài Gòn lập nghiệp rồi đúng không? Dạ vâng. Vậy thì gia đình có ủng hộ em không? Thật ra thì khoảng thời gian đầu khi mà mọi thứ chưa được vẽ ra ấy ạ, và chưa được plan thành cái kế hoạch, ba mẹ có hơi lo lắng, và nhất là bố của em là người không thích và tỏ ra giận dữ và không cho em vào Sài Gòn. Nhưng mà em có biết lý do không? Em không biết được, chỉ là bố em muốn em có một công việc thật là ổn định ý. Nói chung là bố cũng lo xa ấy ạ. Và bố cũng chưa tin là em có thể làm được nữa. Em lúc đó thì em vào Sài Gòn năm em mới có 17 tuổi. Thế nên là bố cũng rất là lo ấy ạ. Thế nên là trước khi em bay vào Sài Gòn, bố có gọi điện cho em, bố bảo là con không đi đâu hết, con đừng nghĩ đến chuyện con vào Sài Gòn. Và kiểu lúc đấy thì em phải... Em ứng như sao? Em bảo em có nói với chuyện với mẹ và em xin mẹ thuyết phục bố. Thì lúc đó thì bố cũng đã xuôi và bố cũng có một cái suy nghĩ nó thoáng hơn ấy. Thì lúc đấy vẫn chăm lo cho em đầy đủ để em có thể vào Sài Gòn. Cho đến thời điểm bây giờ thì ba mẹ đã đồng ý, đã hoàn toàn đồng ý chưa? Sau khi thấy cái sự thành công của anh nhà đâu thế thì ba mẹ đã có một cái nhìn khác hẳn luôn rồi. Chuyển từ trạng thái không đồng ý sang trạng thái là ủng hộ đúng không? Trước thì cứ nghĩ em không thể làm được. Nhưng mà khi mà em chứng minh là em đã làm được rồi thì bố mẹ rất là vui ạ. Và dự định tương lai. Kể cho một chút về dự định tương lai của em. Anh muốn biết về những cái kế hoạch sắp tới của mình. Dự định về tương lai, em sẽ làm gì? Dự định tương lai của em thì là em rất rất là muốn mình theo con đường ca hát một cách chuyên nghiệp nhất. Vậy nên là em muốn đóng góp cho cái sự nghiệp ca hát của mình nó thật dài lâu ấy ạ. Thì mình mới nghĩ đến chuyện là đổi nghề hay là lấn sân sang cái khác. Âm nhạc vẫn là quan trọng nhất với em lúc này ạ. Và sắp tới đây thì em nghĩ là vào cuối tháng 8, đầu tháng 9 em sẽ cho ra mắt một bài hát nữa, bài solo của bản thân em thôi. Ok, và đó là tất cả những cái chủ đề mà anh muốn dành cho tất cả quý vị khán giả tìm hiểu cho ngày hôm nay của Emmy. Mà trước khi mà chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, phần thứ hai, thì anh có một cái thử thách nho nhỏ dành cho em.
Giờ cho anh hỏi một cái là em có biết dòng nhạc bolero không? Thật ra là em không nghe khá nhiều nhưng em có một vài bài em cũng biết ạ. Yes. Bây giờ bài nào em cảm thấy em hát hay nhất? Phận làm con gái ạ. Cái gì phận làm con gái? Bài Duyên Phận. Duyên Phận. Duyên Phận. Vậy thì bây giờ sẽ có một cái thử thách nho nhỏ cho em nè. Em hát bài Duyên Phận. Nhưng mà vừa hát em sẽ vừa ăn canh. Oh my god. Ôi em sẽ ong gần não mất. Thôi được rồi. 2, 3. Vô. Vô 2, 3. Phận làm con gái mê mội hát làm một lần yêu ai mê mội. Chua quá hay là chua hả? Chua quá. Chua. Em thua rồi, em chấp nhận em thua rồi. Nếu như em đã nói như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tiểu mục thứ hai. Nó càng gay go và càng thử thách hơn nữa. Tiểu mục được mang tên Bạn Có Dám.